Thôi cho leo mã đâu đây kỹ lắm. Hồi nãy Minh Đức ngồi mà nó còn lại nó nhằn. Thuyết nghe vời và xin đem hồi hướng khắp người gần.
sanh pháp giới ta bà, mau về cõi Phật Di Đà Tây Thiên. Nguyện tiêu a nguyện tiêu tam chương nào kiền, nguyện thành chi huệ vô biên tiền vời, nguyện bao nghiệp tội xa vời. Nương nhà qua sen chính phẩm là cha mẹ mình, qua khai ngộ pháp vô văn thôi Bồ Tát đang lành giữa nương ni. Nguyện chư Phật chư Đại Bồ Tát tiếp độ hương linh của má nghe nhắc vị thần hồn được trưởng thừa Phật. Dừng lại, con người phản trắc khoan đi. Nhưng mà anh không có chịu dừng, anh vẫn cứ đi. Chưa đừng trong lòng tôi nghe
chưa kỹ nè. 20 năm, 20 năm tôi vừa là thầy, vừa là bạn, vừa là con đầy tớ, mà cũng vừa là người trao chuốt vuốt ve, nhắc nhở cho cậu làm nên một lịch sử quay hùng. Những bậc mã thường phong lưu tình tứ vô cùng, để cho tên tuổi của cậu đi thẳng vào tiếng của hàng vạn khán giả thân yêu. Họ mê đắm, họ say sưa gương mặt đẹp của cậu như thóc ngọc, như trường khăn. Rồi họ dung tha tất cả lỗi lầm của cậu, dầu cho lỗi ấy có nhỏ hay to. Mỗi khi cậu cất tiếng ca như chuông đồng vang lên tường thanh, đây là một cái kịch bản mà khi còn sống anh Xuân Thanh đã hát chung với Tài Lương cũng như chị Mai. Đó là kịch bản trong tuần sân khấu về phía anh Xuân Thanh với Tấn Giai Nam, Tài Lương cũng như là chị Mai cũng thường hát trong vai Giáng Tiên, Giáng Hương. Giáng Hương thì thôi, hôm nay xin gửi tới anh là chúc chân thành nhất để cầu chúc cho anh sớm được về với cõi Niết Bàn. Anh còn nói vui nữa, anh nói tao bệnh mà tao đâu có biết đâu, bác sĩ cấm tao uống rượu. Đây là những lời nói của anh Phương Thanh mà tao muốn lặp lại cho gia đình và cùng bạn bè cùng nghe. Vừa nói mà anh vui, bác sĩ cấm tao uống rượu, mẹ nằm tao biết sao, tao cứ quên, bác tao tưởng nó cấm mà tao cứ uống hoài à. Tao có uống cho nên ngày hôm nay tao mới như thế này nè. Đó là những lời Phương Thanh nói với Tâm mà nó một kỷ niệm sống. Chợ Phương Thanh đó là Ngọc Lung đó. Tất cả đều đứng ở dưới để chờ Phương Thanh. Thì Phương Thanh xuống dưới không có cô đơn. Tôi nghĩ rằng một ngày nào đó khi tôi về Việt Nam, tôi sẽ đem tấm hình của Phương Thanh để trong cái nghĩa trang nghệ sĩ, để cho Phương Thanh cận kề với bạn bè nghệ sĩ của mình. Thank you.